Thân mến, chào mừng các bạn chúng ta trở lại kênh học tiếng Anh của Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta sẽ có những cái video đặc biệt liên quan đến những cái chương trình, nói chung cũng trong cái chương trình học tiếng Anh của chúng ta đó các bạn. Và mình sẽ làm những cái video chuyên về ngoài sách giáo khoa, ngoài kiến thức thi cử, ngoài những kiến thức khác, thì mình sẽ làm những cái video chuyên về các cái ngày lễ trong năm của quốc tế cũng như ở Việt Nam, cũng như là những cái video về các cái từ viết tắt trong tiếng Anh. Và thỉnh thoảng các bạn học, các bạn mệt mỏi thì các bạn cũng có thể có những video truyền hài bằng tiếng Anh rất là hay của mình. Và bây giờ trong video này chúng ta sẽ bắt đầu với những cái ngày lễ quan trọng của quốc tế. Đương nhiên mình sẽ sắp xếp thứ tự từ tháng 1 cho đến tháng 12 trong một năm của chúng ta các bạn ha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đến với tháng 1. Trong tháng 1 này, chắc chắn ngày 1 tháng 1 phải là một ngày phải đề cập đến, đúng không nào? Phải được đề cập đến. Ngày đó chúng ta gọi là năm mới, hay chúng ta gọi là New Year's Day. New Year's Day. Còn nếu mà các bạn chúc mừng năm mới thì các bạn chỉ cần thêm cái đầu tiên cái chữ Happy cũng được, là ok. Happy New Year, Happy New Year's Day cũng được. Hoặc là Happy New Year. Ok, đó là ngày 1 tháng 1. Ngoài ra trong tháng 1 có một ngày cũng rất là hay, một ngày cũng người ta cũng hay đề cập đến, đó là ngày 27 tháng 1. Ngày 27 tháng 1 người ta gọi là ngày quốc tế kỷ niệm tưởng nhớ nạn nhân của nạn diệt chủng Đức Quốc xã. Nếu các bạn đã học về lịch sử thế giới thì các bạn biết là cái nạn diệt chủng của Hitler, của Đức Quốc xã thì các bạn biết rồi đúng không? Thế thì trong cái tên tiếng Anh của nó đó các bạn ạ, mình quan trọng là mình nắm được cái tên tiếng Anh của nó rất là hay. Ví dụ là tên tiếng Anh của nó là International Day of Commemoration. Đó, những cái phiên âm quốc tế mình được ở dưới này các bạn đâu này. Commemoration in memory of victims of the Holocaust. Đó, những cái chữ mà phiên âm quốc tế khó là mình đã phiên âm ra cho các bạn rồi. Đó. Rồi mình nói lại cái ngày này cho các bạn nha. Ngày 27 tháng 1, International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust. Đó. Rồi, đó là trong tháng 1. Trong tháng 2 của chúng ta có ngày nào các bạn? Trong tháng 2 có rất nhiều ngày các bạn ơi. Trong tháng 2 đầu tiên sẽ là ngày 4 tháng 2. Ngày 4 tháng 2 thế giới người ta gọi là ngày ung thư thế giới. Đó các bạn thấy chưa? Nó có những cái ngày mà đôi lúc chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ không nhận ra. Ngày ung thư thế giới người ta là ngày này để thế giới là nhận thức và phòng chống các bệnh ung thư đó các bạn. World Cancer Day. World Cancer Day. Đó là trong tên tiếng Anh của người ta. Ngoài ra trong tháng 2 chúng ta có ngày tiếp theo, đó là ngày 6 tháng 2. Ngày 6 tháng 2 người ta gọi là ngày quốc tế về không khoan dung về gây tổn thương sinh dục nữ. Có nghĩa là ngày này người ta rất là nghiêm khắc trừng trị những người gây tổn thương sinh dục nữ đó các bạn. Thế giới nó có những ngày rất là nhân văn, rất là con người. Vậy thì ngày đó trong tiếng Anh người ta đọc là International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation. Đó, thầy đọc lại các bạn nha, thầy đọc chậm này. International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation. Mutilation, đó, phiên âm quốc tế thầy viên ra chỗ này rồi, cho các bạn rồi. Đó là ngày 6 tháng 2. Ngày thứ 3 là ngày 12 tháng 2. Ngày 12 tháng 2 chắc chắn các bạn biết rồi, là ngày quốc tế chống sử dụng binh chỉ trẻ em. Có nghĩa là người lính đó các bạn, người ta quốc tế người ta chống dùng trẻ em làm công cụ binh sĩ, cũng giống như là lao động trẻ em, người quốc tế người ta cũng rất là chống bảo vệ quyền trẻ em rất là nghiêm ngặt. International Day Against the Use of Child Soldiers Red Hand Day. Người ta hay còn gọi là ngày Red Hand Day. Ok, đó là ngày 12 tháng 2.
Tiếp tục trong tháng 2 chúng ta có ngày 13 tháng 2. Ngày 13 tháng 2 người ta gọi là ngày phát thanh thế giới. À, ngày liên quan đến chương trình phát thanh đó các bạn. Ngày radio này. World Radio Day. À, tiếp theo là ngày 14 tháng 2. Ngày 14 tháng 2 là ngày vô cùng đặc biệt. Các bạn quá quen thuộc rồi đúng không? Đó là ngày World. Đó, ngày chúng ta hay gọi là ngày Valentine đó các bạn. Chúng ta hay gọi là ngày Valentine đó là ngày tình yêu đó các bạn. Nhưng phiên âm quốc tế của nó là thế này. World Valentine. Valentine Day. Day. Đó. Rồi. Đó là trong tháng 2 mới đến ngày 14 thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một ngày nữa trong tháng 2. Đó là ngày 20 tháng 2. Ngày 20 tháng 2 á, là quốc tế người ta gọi là ngày công lý xã hội thế giới. Ngày công lý xã hội thế giới á, là ngày ưu tiên dành cho là nâng cao nhận thức và thực thi công lý thế giới các bạn. Người ta gọi là World Social Justice Day. World Social Justice Day. Ok. Đó là ngày 20. Ngày tiếp theo trong tháng 2 đó là ngày 21 tháng 2. Ngày 21 tháng 2 thì thế giới gọi là ngày tiếng mẹ đẻ quốc tế. Nghe rất là ấn tượng đúng không? Ngày tiếng mẹ đẻ quốc tế chúng ta sẽ có tên gọi là International Mother Language Day. International Mother Language Day. Đó các bạn nha. Rồi, như vậy là mỗi cái video thầy sẽ ưu tiên cho khoảng từ 2 đến 3 tháng rồi các bạn ha. Và thầy sẽ có những cái series cho đến tháng 12 cho các bạn luôn. Rồi, hẹn các bạn ở video tiếp theo bắt đầu từ tháng 3. Ok, rồi, chào các bạn nha.